Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố với vị trí vô cùng đẹp để chúng ta mua để đầu tư và mở văn phòng công ty. Diện tích ngang 4, dài 18m và được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng, ba lầu. Chúng ta sẽ được làm kiểu mặt tiền xi len với điểm nhấn là một lớp mái thái bên trên cùng. Và phía dưới này chúng ta sẽ được đúc ban công và làm những lan can bằng sắt mạ đồng này. Cửa ra là cửa nhôm Simpa, được trang trí rất là đẹp luôn. Nhà này thì vừa mới được làm xong nha. Ngang 4 dài 18 và chào bán trên kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng là 8 tỷ 280 triệu đồng. Chúng ta còn thương lượng với anh chủ nhà nha. Đây, chúng ta sẽ có một con hẻm, một trục đường Quang Trung, nằm sát bên trục đường Quang Trung luôn, cách khoảng tầm 50m đi bộ thôi nha. Một con hẻm rất rộng rãi, hai xe hơi tránh nhau. Đây, cùng Hưng kéo lại gần trục đường Quang Trung này, rất gần luôn. Thuộc đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm nhựa, hẻm này là hẻm thông nha. Hẻm thông ra trục đường Cây Trâm, cũng như là thông ra trục đường Phạm Văn Chiêu luôn. Con hẻm này thông vào chính giữa khu vực phường 8, phường 9 của quận Gò Vấp. Đây, khúc phía sau của nhà mình đang còn nhiều căn nhà khác. Xe hơi chỉ đậu về mép thôi. Con hẻm rất rộng. Và khu này là một khu xây mới, đồng bộ 100 căn. Và cùng Hưng di chuyển vào bên trong căn nhà phố nhà mình. Nhà mình sẽ được bố trí một lớp cổng ngoài bằng sắt, được làm nguyên khối. Và chúng ta được vẽ hoa văn, vẽ hoa văn chim và cây, rất đẹp luôn. Và chúng ta sẽ có một khoảng 3 mét sân đậu xe máy này. Khoảng này thì rất rộng rãi. Căn nhà phố ngang 4 dài 18m, một trục cực kỳ hiếm thuộc đường Quang Trung nha. Nhà này có hướng chính là hướng chính Tây, phù hợp với những cửa hàng nào thuộc hướng là Tây Tứ Trạch. Đây, khoảng này chúng ta đậu được 10 chiếc xe máy luôn. Và trên này chúng ta sẽ được bố trí làm mái thái này. Và có cửa chính là cửa nhôm Simpa loại 1. Và đây là khu vực gala xe hơi của nhà mình. Gala xe hơi sẽ được làm rất dài và rộng rãi luôn. Chúng ta được làm khoảng này khoảng tầm 8m. Thoải mái đậu xe hơi bán tải hoặc là 5-7 chỗ tùy ý vào đây. Khúc này thì sẽ được gia chủ làm sàn gạch bóng kính 80 và được đổ bê tông sàn rồi, thoải mái di chuyển xe hơi vào bên trong này. Và tường của nhà mình sẽ được dán giấy tường này, màu giấy rất trang nhã luôn. Trên trần thì được bố trí làm thạch cao nhẵn và một đèn chùm cực kỳ là đẹp mắt. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển vào sâu bên trong. Một căn nhà vừa mới được làm xong và đã có sổ hồng rồi. Vị trí tuyệt đẹp để mua, để đầu tư vào mở văn phòng công ty. Nằm trong một con hẻm, một trục đường Quang Trung. Con hẻm này là con hẻm thông nha. Con hẻm 6m thông. Có khúc thì rộng tới trước ngõ nhà, trước nhà mình là 8m. Và có chỗ hẹp lại còn 6m. Có thể hai xe hơi tránh nhau được. Thông ra trục đường Phạm Văn Chiêu cũng như là cây châm Nguyễn Văn Khối, khu vực trung tâm của phường 8, phường 9, quận Gò Vấp. Và di chuyển vào bên trong này sẽ được gia chủ làm một khoảng tiểu cảnh dưới chân cầu thang này. Bố trí toàn bộ là đồ nhân tạo nha. Cây hoa lá và chim cò bên dưới chân cầu thang tạo sự sinh động của căn nhà phố nhà mình. Một căn nhà cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn. Và di chuyển vào khúc phía dưới này là khu vực phòng bếp. Đây, phòng bếp của chúng ta được làm như vậy. Có khu vực tủ bếp là gỗ sôi, cũng được làm dán mặt kính lên phía len tường và ốp đá hoa cương. Phía trên này chúng ta cũng được bố trí một đèn chùm và kiểu thạch cao nhẵn, rất là trang nhã luôn. Và di chuyển vào khúc phía dưới này sẽ được làm giếng trời. Đây, giếng trời của chúng ta thì mỗi tầng sẽ được làm những song sắt. Cuối này thì có một nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh của chúng ta thì rộng rãi, thoải mái. Đây, chúng ta cùng xem lại ngược lại nha.
ngang 4, dài 18m. Và đây là một căn nhà phố còn sót lại trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp, nằm trên trục đường Quang Trung. Mọi người xem video hãy nhớ đăng ký kênh. Và để không bỏ lỡ những video mới từ nhà đất Bắc Hưng thì cả nhà chúng ta hãy ấn vào biểu tượng Noki chuông. Và trên này là khu vực phòng lửng nha. Đây, phòng lửng của nhà mình rất đẹp, cũng như là một khu vực được trang trí đẹp nhất của căn nhà. Sẽ được làm sàn gạch màu trắng 80, tường thì được dán dán tường này, một bên được dán tranh, trên thì được làn đèn thạch cao. Khu vực này thì rất rộng rãi, thoải mái cho gia đình nhà mình sinh hoạt và uống trà, hát karaoke ở đây. Một căn nhà với vị trí vô cùng đắc địa luôn. Chúng ta mua có thể kinh doanh các lĩnh vực như là khách sạn, hoặc là làm văn phòng công ty, hoặc là kinh doanh mua bán online mỹ phẩm, quần áo. Và di chuyển lên khúc trên này thì là khu vực tầng 1. Đây, chúng ta cùng Hưng lên thăm khu vực tầng 1, phòng ngủ số 1, số 2. Cầu thang của nhà mình sẽ được bố trí cách tường một khoảng tầm 20 phân này. Cách tường như vậy thì gió lưu thông rất là thoáng cho căn nhà phố nhà mình luôn. Đây, hướng này là hướng chính tây nha, phù hợp với những cửa hàng nào thuộc hướng là tây tứ trạch. Đây là khu vực phòng ngủ số 1, cửa sẽ là cửa gỗ sồi Mỹ và sàn là sàn gạch giá gỗ nha, rất trang nhã và đẹp. Phía tường sẽ được dán dán tường này, trên này sẽ được bố trí trần thạch cao. Phòng rất rộng nha quý hàng ơi, phòng rộng rãi lắm, thoải mái kê giường và sinh hoạt ở đây luôn. Một căn nhà phố ngang 4, dài 18m. Và chúng ta cũng được làm rèm cửa. Đây, ban công 1m2, cửa là cửa nhôm Simva. Và chúng ta cùng xem khu vực nhà vệ sinh nha. Đây, chỉ quay duy nhất một nhà vệ sinh thôi. Cửa nhựa lò thép này, với đầy đủ các thiết bị như là bồn rửa tay, bồn cầu, vách ngăn. Và chúng ta được ốp gạch lên cao kín tường. Cái này có gương soi cửa lớn này. Và hãng của nhà mình là thiết bị của hãng nào đây? Vâng, Inac nha. Chúng ta được làm thiết bị này rất là bóng luôn. Càng lau càng sạch, và càng lau chúng ta càng thấy thiết bị hãng nhà vệ sinh này càng bóng. Và sang khu vực phòng ngủ số 2. Đây, phòng ngủ số 2 của gia đình mình vẫn được ốp gạch giá gỗ. Và cũng giống như vậy thôi, hai bên thì được dán dán tường, trần thạch cao. Nhà này thì đã đi sẵn đường ống máy lạnh rồi. Có cửa sổ này, đã đi sẵn đường ống máy lạnh. Nhà vệ sinh của chúng ta giá là 8 tỷ 280 triệu đồng. Chúng ta còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà nha. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực bên trên lầu 2. Thì bên trên này nó cũng giống với bên dưới thôi. Chúng ta sẽ lướt sơ qua thôi nha. Nhà đất Bắc Hưng sẽ liên tục cập nhật video nhà phố một ngày, từ 1 tới 2 video cho tất cả mọi người cùng xem. Và chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông để dễ dàng xem những video tiếp theo nha. Một kênh YouTube cập nhật nhà phố nhanh nhất và liên tục nhất trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Đây, phòng rất rộng. Một nhà vệ sinh riêng trên này, cũng giống với phía dưới thôi. Căn nhà rất rộng rãi, vị trí đẹp, rất phù hợp cho chúng ta mua để mở văn phòng công ty và mua để đầu tư kinh doanh, làm khách sạn cũng được. Chia phòng ra thì chúng ta sẽ có được 7 phòng khách sạn.
tính cả phòng lớn và phòng giặt phòng thờ luôn. Thì phòng giặt phòng thờ của chúng ta được gia chủ làm cửa rồi, cũng có đi đường ống nước nên chúng ta có thể bố trí làm khu vực phòng ngủ cho khách sạn được. Đây, chúng ta cùng di chuyển lên khu vực trên cao nhất này, phòng giặt phòng thờ và sân thượng trước sau. Căn nhà này thì có vị trí rất đẹp rồi, chúng ta có bàn cái rồi. Một vị trí này thì rất là hiếm. Giờ bây giờ thì tìm được một căn nhà phố hẻm một trục thông đường Quang Trung rất là hiếm nha quý hàng ơi. Thì mọi người xem video hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của Hưng 0933 830 756 để được trực tiếp hướng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà phố siêu phẩm này nha. Và phía ngoài này là khu vực sân thượng phía trước, chúng ta trồng cây tại đây, được làm song sắt bảo vệ hết rồi, có rèm cửa hết luôn. Và sang bên này là khu vực phòng giặt, đây rất rộng rãi, ngang 4 dài 18 mét, vị trí đẹp, một trục đường Quang Trung hẻm thông 8 mét, hai xe hơi tránh nhau. Và bên này sẽ là khu vực sân phơi phía sau. Đây, trên thì được làm lợp mái thôi, có song sắt xung quanh hết, rất an ninh và an toàn luôn, có cầu thang lên bên trên luôn. Khu vực trên này thì gió lùa vào rất là mát luôn. Vâng, video các bạn Hưng đến đây là kết thúc rồi. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ để kênh YouTube Nhà Đất Bác Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Bây giờ xin hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.